Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xin chiếc Kawasaki ZX25RSI 2024 ra mắt thị trường Malaysia với gam màu mới, giá thì không đổi. Modernize Kawasaki ZX25RSI 2024 vừa ra mắt thị trường Malaysia với mức giá không đổi 33.900 AM, đổ ra tiền Việt tương đương 167 triệu đồng. Nó bật với cái gam màu xanh Stormlaw là cái sự pha trộn giữa cái gam màu bạc Phantom và cái gam màu đen là Ebony với những cái điểm nhấn xanh lam Step, thay thế cho cái gam màu xám kim lợn mờ Raven Steel Ebony. Không có thay đổi nào khác đối với cái chiếc ZX25RSI 2024 so với cái năm 2023. Ngoài cái sức mạnh đến từ động cơ lực 4 xanh thẳng hàng làm mát bằng cái lỏng, dung tích thật là 249,8cc, kết nạp hộp số 6 cấp được trang bị lực quý xích tơ 2 chiều. Cái công suất được công bố 51 HP, ấn ứng tua máy là 15.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đã đạt 22,9 Nm, tăng ứng tua máy là 14.500 vòng trên phút. Trong khi tốc độ tối đa của ZX25RSI 2024 được hãng Kawasaki báo cáo là 197 km/h. Hệ thống treo dành cho cái mẫu Kawasaki Ninja ZX25RSI 2024 ở giùm cho mình cái phục hành trình ngược phía trước có thể được điều chỉnh tại trước và cái giảm sóc đơn phía sau. Hệ thống phanh được trang bị cho mình phanh đi đơn phía trước và phía sau với kẹp phanh nập 4 piston thì đến từ Kawasaki cho ở phía trước, trong khi phanh ABS 2 kinh là trang bị tiêu chuẩn. Trọng lượng của cái chiếc Kawasaki Ninja ZX25RSI 2024 rơi vào khoảng 180 kg, với chiều cao yên đạt ở mức là 785 m, chế bình xăng dung tích 15 lít, trung tâm tay lái màn hình TFT LCD hiển thị tất cả các thông tin cần thiết, hệ thống cái đèn LED được tận dụng xuyên suốt. Exeter 135 nâng cấp cực kỳ chất đúng phong cách của năm 2022. Cái chiếc Exeter độ hôm nay sau một cái ca phẫu thuật rất ngoạn mục đến từ một bệnh viện tên là CSS Hospital thì chiếc xe đã trở nên chất hơn rất nhiều. Ngoại trừ diện mạo đẹp của năm 2022 thì em ấy còn có rất nhiều đồ chơi chất tên tuổi như Acosto, Rakotest hay Rainbow. Cả bộ áo chiếc xe lấy ý tưởng từ cái mẫu LC 105 cái đời mới nhất 2022 của thị trường Malaysia với cái tông màu xanh dương làm chủ đạo. Cả ngay dàn áo này trông cực kỳ đẹp mắt và sắc sảo. Không phải cái mẫu cụm thắng Rainbow Access nào quá cái sức quen thuộc, chiếc xe được trang bị cái cụm thắng là Acosto, do đó mà em ấy trở nên độc hơn, lạ hơn, hiệu năng thắng cũng tuyệt vời hơn, so ra nó không cua kém gì như mẫu cụm thắng đang có mặt thị trường hiện nay. Nhờ ứng dụng trên mình trên đầu của chiếc Exeter thời mới nên cái mẫu xe này đã trang bị cho mình cái cụm công tắc rời của cái mẫu là CB600F mà không cần phải đục khoét gì hết. Mẫu cụm công tắc này nhìn chiếc xe trông nó cứng cáp hơn rất nhiều và hơn hết có thêm một cái nhiều chức năng hơn. Nằm đối xứng với cụm thắng Acosto là cái cụm con đôn lô tụi em, có thể chỉnh được cái độ xa gần phần tay con phù hợp với đứa tay của người chủ. Xịn sò là vậy nhưng giá của em ấy hợp lý lắm, chỉ khoảng dưới 3 triệu. Cái dàn chân chiếc xe hôm nay rất là chắc chắn nhờ vào phụ chức ACM dành riêng cho những mẫu như X10 đã được chỉnh vật cân sao cho hoàn chỉnh để gắn lên con xe hôm nay. Ngoài ra cái dàn chân trước là cái con heo Rainbow lục lớn để của Rakotest tối ưu cái phần hiệu suất thắng. Cái cổ bô nguyên bản đã được thay mới bằng một cái cổ của Titan, nó sặc sỡ hơn, ẩn hiện một cái lớp yếm rất là ấn tượng, làm cho ai cũng muốn khám phá tìm hiểu thêm. Cặp đôi heo đĩa sau với cái tông cùng với dàn chân trước, có điều là heo Rainbow logo lớn này được bắt ngược khiến cho các bụi rơi qua thông qua cái rãnh nhỏ dưới heo, việc này giúp người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh. Cái phuộc sau đến từ là ABM xuất hiện để dành cho cái dòng XR75 có mức giá thị trường khoảng gần 8 triệu. Vẻ ngoài của nó nhìn cũng trao chuốt, hiệu năng cũng rất êm ái nhưng hiện tại không được sử dụng nhiều bởi vì nó sẽ tăng thêm cái độ đặc sắc cũng như cái sự độc đáo cho con xe hôm nay. Đây là cây bột của Winner X, mẫu mô mới ngày đem tới âm thanh vô cùng giòn giả, phân khích. Với kiểu dáng cũng làm cho cái con Exeter trông nó gấu hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn nhận được một biển số khá đẹp. Nếu mình nghĩ bóc được cái biển này thì anh chủ quả là người có bàn tay vàng. Anh em thấy cái chiếc xe này thế nào?
cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kia tiếp nhấn like, subscribe.